Xin chào cả nhà, em tiếp tục giới thiệu con lọc khí sáp ngon bột rẻ, lành bền, phun tính năng, đét cao, mẫu mã đẹp, nhỏ gọn, phù hợp với phòng ngủ. Những con này thì các bác để phòng ngủ thôi nhé. Phòng con này chạy cho phòng khoảng 10 đến 15 m2 thôi. Công suất của nó nhỏ vừa phải. Mẫu mã thiết kế khá là đẹp hiện đại. Chóp trên mọc chắc chỉ 10 phân này, dưới này thì khoảng chưa được 20 phân. Thiết kế sang trọng hiện đại, model mới các bạn, mẫu mã mới nhé. Mặt nó là màu đen bóng. Đấy, hình thức thì còn khá ổn. Năm sản xuất của này rất là cao, 2018. 26W, điện 100V nguyên bản thì bên em đã đấu biến áp điện 220 rồi. Mã máy AKC30T5B. Sản xuất tại nhà máy của Trung Quốc. Tất cả các cái model này đều sản xuất kể cả lọc khí Daikin hay là Sharp hay là Pana hay tất cả những cái đồ điện tử đó nhá. Nhưng mà nhà máy họ đặt ở Trung Quốc thì còn họ xuất về Nhật với cái nguồn điện 100V này. Thì tức là sử dụng cho thị trường Nhật nội địa thì cái tiêu chuẩn của nó là tiêu chuẩn Nhật. Chứ còn bác nào mình về nhìn đây này, là made in Japan cái thứ thì nói với các bác luôn là tem này tem in đều nhá, không có tem Nhật, không có hàng made in Japan của những cái model này đâu ạ. Thế là các bác lưu ý như vậy. Bác nào ham thì họ in lại tem 2018 hoặc là những con 2010 mấy họ nâng lên đến tận 2022 hay 3 hạn thì made in Japan nên các bác không biết. Các bác tưởng là thế. Con này báo phần trăm độ. Báo được cả nhiệt độ. Đấy. Báo 33 độ C. Báo ion. Mã số 7, cảm biến đèn báo mùi, bụi. Các cái tốc độ lọc. Có chế độ lọc nhanh. Tắt nguồn, bật nguồn, nói chung máy dễ sử dụng. KC30T5 bình nước bùa, phun tính năng luôn, từ bổ ẩm đến lọc khí, khử mùi, diệt khuẩn bằng ion đủ hết luôn nhé. Rất là mới luôn, gần như chả dùng mấy các bác này. Đấy, những cái con máy nhỏ này nó lại rất nhiều các bác thích mua, nó vừa phải tầm tiền. Con này thì đây quay nốt các bác cái màng, sau màng toàn bộ hai màng zin luôn nhé, màng HEPA zin vẫn đủ tiêu chuẩn này, vẫn để nguyên nhé, màng than trong vẫn tốt dày. Đầu biến áp điện 220V năm đấu góc này, có mỗi vị trí này là rút được cái biến áp này thôi, cắm thẳng liền mình rồi điện. Nhà bác nào mà hay hút thuốc các thứ khử mùi rất là tốt, phòng nó bị hôi, phòng bí gần phòng bếp, phòng mình kín cửa. Con này em bán có 1,5 triệu thôi, tặng kèm một cái voucher giảm giá 300.000 cho lần mua hàng tiếp theo nhé. Em chỉ giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo thôi các bác nhé, chứ còn không bớt 300.000 này vào cái lần mua hàng này đâu ạ. Mà em bán đúng giá là 1,5 triệu đấy, để các bác biết được giá là ai cũng mua nhai thôi, chứ không có bán đắt rẻ cho ai cả và không bán mỗi người một giá đâu ạ. Bác nào có nhu cầu thử ủng hộ bên em nhé, lọc khí bên em bạt ngàn vô biên cương, ngày nào cũng một đống một mớ, máy rửa bát cũng cực nhiều. Chứ không phải có 1-2 chiếc đâu ạ. Em đăng 1-2 chiếc để cho các bác dễ mua thôi. Chứ còn máy thì nhiều vô kể, cần bao nhiêu cũng có. Chọn cả cái máy rửa bát cho mình nhé. Chào mọi người.